Chào mọi người, chào mừng tất cả các anh chị và các bạn đã đến với kênh Tuyền Ô Tô Cũ Sài Gòn. Thì hôm nay bên Tuyền lại tiếp tục về thêm một chiếc xe 7 chỗ thật là hot nữa để phục vụ cho các anh chị nha. Hôm qua Tuyền có lên cho tất cả các anh chị và các bạn là một chiếc xe 7 chỗ máy dầu là Kia Sedona, máy dầu bản Deluxe đời 2020 đó. Thì hôm nay bên Tuyền lại tiếp tục về thêm một chiếc xe 7 chỗ máy dầu nữa nè các anh chị. Thì bên cạnh Tuyền đây là Toyota Fortuner nha, máy dầu số sàn đời 2017 nè. Chiếc này thì đi khoảng 15 vạn rồi, thì chiếc này hiện tại bên Tuyền đang bán với giá là 836 triệu các anh chị ha. Nếu mà bữa giờ các anh chị nào có theo dõi bên kênh của Tuyền thì sẽ biết nha, Fortuner bên Tuyền về liên tục rất là nhiều và bán đi rất là nhanh, thậm chí có những chiếc xe là chưa về tới nơi nữa thì cũng đã nhận cọc trên đường đi rồi các anh chị. Nên nếu như mà các anh chị nào mà bữa giờ đang ưng cái dòng này rồi, đang tìm cái dòng này rồi thì nhanh tay sở hữu nha, thị trường không có nhiều xe đâu. Rồi bây giờ Tuyền mời mọi người cùng Tuyền nhìn sơ tổng thể về cái xe trước rồi mình sẽ đi vào chi tiết xe nha. Xe thì được sở hữu nước sơn là màu bạc, mang biển số tỉnh các anh chị ha. Tuy nhiên thì biển tỉnh nhưng mà xe này là gốc Sài Gòn, nên nếu như mà các anh chị nào mình ở Sài Gòn mình lấy chiếc này thì mình vẫn không có tốn thêm 20 triệu tiền biển số nữa khi sang tên nha. Nước sơn quanh xe thì cũng khá là liền lạc, đồng màu từ trước ra sau đó các anh chị, không có bị trầy xước gì hết. Tuy là đi hơi nhiều một tí xíu, đi 15 vạn nhưng mà chất xe phải nói là còn cực kỳ đẹp nha. Đấy. Rồi, tí xíu nữa chỗ nào trầy thì sẽ báo trầy cho các anh chị ha. Xe 49A nè, 48479 ha. Biển số cũng khá đẹp các anh chị. Rồi, đi cận hơn phần nước sơn giúp tiền nè. Nắp capo là không trầy xước các anh chị nha. Không trầy xước ha. Tuy nhiên thì một chiếc xe đã qua sử dụng thì cái việc mà nó có trầy xước dăm nhẹ nhẹ ha, là giảm tút ra một vài chỗ thì không là vấn đề gì hết các anh chị nha. Nhưng mà ở đây là tìm thấy xe này anh chủ giữ xe khá là kỹ nha. Rất là bóng, rất là không có trầy những cái xước dăm luôn. Đây, những cái mối nối còn cực kỳ khích, cực kỳ đẹp ha. Ở đây phần cản trước nè, có bị xước nhẹ như thế này. Cái này nếu mà các anh chị nào muốn làm lại thì Tuyền sẽ hỗ trợ dặm lại cho các anh chị ha. Còn không thì cứ để như vậy sử dụng thôi, không vấn đề gì hết. Xe này thì anh chủ mới vừa lên cho mình 4 cái vỏ mới của Rich Keaton các anh chị. Đách vỏ là tuần thứ 22 của 2020 nè. Độ gây gió phải nói là còn cực kỳ sâu nha. Vỏ này mới thay thôi. Ở mâm thì cũng không có bị trầy xước gì nhiều hết các anh chị. Đăng kiểm và đường bộ thì cũng tới tháng 6 năm 2023. Vô tư xài các anh chị ha, còn một năm nữa lận. Ở đây có dán phim, có viền che mưa, chén cửa nè, rồi có bể bước cho mình nữa các anh chị ha. Ở đây những cái decal như thế này là anh chủ dán thêm nè, giúp cho cái xe mình thể thao hơn ha. Xe màu bạc dán decal màu đen các anh chị nha. Rồi nhìn sơ một vòng keo chỉ giúp tiền nè. Xe bên tiền thì luôn cam kết với các anh chị là xe không đâm đụng, không ngập nước nha. Không đại tu động cơ và hộp số bao tách hãng nên là các anh chị nhà mình yên tâm. Và ngoài ra khi mà bán xe ra thì bên tiền còn bảo hành riêng cho các anh chị nhà mình là 6 tháng hoặc 5.000 cây động cơ và hộp số nữa các anh chị ha. Ốc trên cửa phía trước nguyên zin, phía sau nguyên zin các anh chị nha. Rồi nhìn sơ giúp tiền phần bệ tì tai bên trong nha. Xe đi là 15 vạn nha. 15 vạn là 150.000 km rồi. Nhưng mà phần bệ tì tai là không có bị trầy xước, cũng không có bị hao mòn gì nhiều hết. Những phần nhựa này các anh chị, đây phải nói là anh chủ phải nói là rất là kỹ luôn. Đó, xe mà chạy kinh doanh là mấy cái đó là dễ trầy lắm. Đi nhiều như thế này là dễ trầy lắm. Còn xe này là xe gia đình nha, chưa có chạy kinh doanh một ngày nào hết đó các anh chị. Rồi phía sau này, phía sau này thì những cái mica đèn như thế này thì cũng còn sáng đẹp ha, không có bị bể gì hết, không có bị vô nước gì hết nè. Phía sau thì có một cái camera hành trình phía sau, các anh chị có cảm biến lùi nha, có nẹp cho mình những cái inox phía trên như thế này nữa nè. Rồi gầm bệ, đây lớp dự phòng độ gây gió phải nó còn cực kỳ sâu ha. Gầm bệ sáng đẹp không vấn đề gì hết các anh chị. Rồi thì sẽ mở cốp cho các anh chị nhà mình nhìn sơ phần cốp nha. Cốp thì có ti ben trợ lực các anh chị ha. Ở đây hàng ghế thứ ba thì gập lên như thế này rồi, do anh chủ ít khi mà sử dụng tới cái hàng ghế thứ ba nên là gập lên ha. Dưới này thì trải sang simili, trải thẳng ra phía sau cốp cho mình luôn, rất là sạch sẽ nha. Rồi có nẹp cho mình những cái inox như thế này nữa để kéo đồ ra vô không có bị trầy xước các anh chị. Tuy nhiên thì cái phần nhựa bên này thì Tuyền có thấy xước xước nhẹ như thế này nè, xước xước nhẹ ha. Rồi bên này đồ nghề thì được đặt bên này các anh chị. Đây, con đội tay quay đồ nghề còn khá là đầy đủ các anh chị ha. Thì thấy từng hàng ghế thì đều có hộc gió làm mát cho mình nè các anh chị. Ở đèn cũng còn hoạt động rất là tốt nè. Rồi, nhìn sơ một vòng ốc cốp cũng như là keo chỉ cốp giúp tiền nha. Bên Tuyền thì nói không với xe lỗi nên là các anh chị nhà mình yên tâm. Xe này thì full lịch sử hãng các anh chị nha. Nếu mà các anh chị nhìn chiếc xe này nhìn vào á thì không nghĩ là đi tới không nghĩ là đi tới 150.000 đâu các anh chị. Chất xe phải nói là cực kỳ đẹp luôn, rất là bóng. Rồi nhìn sơ phần nội thất giúp tiền nè. Ghế da tông màu nâu và tông màu
nâu đậm hơn xíu các anh chị. Sàn thì sàn simili nha, trần thì đã được bọc trần cho mình rồi này các anh chị. Hàng ghế thứ ba thì có mấy cái cổng sạc 12V các anh chị ha. Rồi tiền sẽ đề máy cho các anh chị nhà mình nghe tiếng máy luôn. Đây chỉ là chìa khóa của Fortuner nha. Chìa khóa cơ nhưng mà có nút lock cửa các anh chị ha. Rồi, đợi tiền xíu nha, chân hơi ngắn các anh chị, đạp không tới. Rồi trước tiên thì nhìn dùm tiền phần vô lăng nè. Vô lăng ở đây tiền thấy không có bị trầy xước nhiều nha. Vô lăng không bị trầy xước các anh chị. Cái vô lăng mà đi 150.000 mà các anh chị nhìn nè, không có bị bóng mờ gì hết nha. Ở đây là logo cũng còn rất là đẹp nè. Những cái nút bấm là không có bị mờ chữ hay là mất số gì hết, còn cực kỳ nhám luôn. Đây, rồi nhìn đồng hồ giúp tiền nha. Đi 150.000, 114 km các anh chị. Trên táp lô là cũng không có bị trầy xước gì hết nha. Có một cái camera hành trình trước và sau nè các anh chị. Đó, dưới này là một cái màn hình nha. Rồi, dưới này nhìn sơ phần nền thấp phía bên này giúp tiền, cần số các anh chị hay cũng còn rất là đẹp nha. Rồi, bên này ghế bên phụ cũng còn rất là đẹp ha. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến về phía trước, mình kiểm tra phần động cơ nha. Thì sẽ để máy cho các anh chị nhà mình nghe tiếng máy luôn nha. Các anh chị nào mà đã ưng chiếc xe này rồi, xem video này, ưng chiếc xe này rồi thì nhanh tay liên hệ tiền để sở hữu ngay nha. Vì dự kiến là xe này sẽ bán rất là nhanh. Rồi, trước tiên thì nhìn dùm tiền phần ốc của nắp cabo cũng như là keo chỉ cabo các anh chị nha. Rồi, ok, keo chỉ nguyên zin, ốc của nắp cabo nguyên zin các anh chị ha. Nhìn sơ xuống phần ốc mái cũng như là khung xương và ốc chuyên đèn giúp tiền nè. Ốc Action First nguyên zin đầy đủ, tem mát từ nhà máy vẫn còn nha các anh chị nha. Cho các anh chị nhà mình nghe tiếng máy luôn. Anh chị nhà mình nghe rõ mà. Rồi, nếu mà các anh chị nào mình có người thân rành về xe thì cứ dẫn tới kiểm tra xe thoải mái nha. Còn nếu mà muốn chắc thì cứ mang ra hãng test là chắc nhất các anh chị ha. Rồi, tiền nhắc lại thông tin chiếc xe này một lần nữa nha. Thì bên cạnh tiền đây là Toyota Fortuner, máy dầu số sàn đời 2017 nha, đi 15 vạn rồi. Thì chiếc này hiện tại bên tiền đang bán với giá là 836 triệu các anh chị nha. Giá ở đây tiền báo thì sẽ bớt cho các anh chị một tí xíu lọc nữa khi mà đến xem xe trực tiếp ha. Nếu mà các anh chị nào mà ưng chiếc này nè thì nhớ liên hệ cho tiền qua số điện thoại bên dưới nha, hoặc là đến xem xe trực tiếp tại quốc lộ 13 Hiệp Bình Phước Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh nha. Còn nếu như mà các anh chị nào mình ở tỉnh xa quá chưa thể lên Sài Gòn xem xe trực tiếp liền được thì xem qua video chi tiết xe của tiền ngày hôm nay đi. Chuyển khoản đặt cọc trước cho bên tiền tầm khoảng 20 triệu thôi. Tiền sẽ vận chuyển cái xe này về tận nhà cho các anh chị nhà mình kiểm tra xe nè. Đúng với những gì bên tiền cam kết, đúng với những gì bên tiền làm video thì khi đó các anh chị nhà mình mới thanh toán tiếp phần tiền còn lại nha. Hỗ trợ các anh chị nhà mình là ký hợp đồng mua bán hoặc là hợp đồng ủy quyền tại phòng công chứng gần nhà của các anh chị luôn, nên là các anh chị không có mất thời gian đi lại gì hết, các anh chị nhà mình yên tâm nha. Còn trường hợp xe về tới nơi đi tết hạng có đâm đụng, có ngập nước nè, động cơ máy móc không còn nguyên zin nữa thì bên tiền sẽ cho xe về và hoàn trả lại cọc cho các anh chị 100% luôn đó. Nên là các anh chị nhà mình yên tâm. Những anh chị nào đã từng mua xe online tại bên tiền rồi nè, từng mua xe trực tiếp tại bên tiền rồi thì cho tiền xin một cái comment chia sẻ ý kiến của các anh chị bên dưới đi, để những anh chị nào mà đang tìm hiểu thêm về bên tiền thì sẽ cảm thấy tự tin hơn khi mua xe online nha. Và hiện tại nếu mà nói 7 chỗ thì bên tiền còn thêm rất là nhiều xe các anh chị. Máy dầu thì tiền còn thêm Kia Sedona nè, Nissan Terra đời 2018 nè, rồi có cả Ford Everest nữa các anh chị ha. Máy xăng thì còn Santa Fe nè, còn Z8, còn Honda CRV, Kia Rondo, Pajero Sport nha, rồi Xpander nữa các anh chị, rất là nhiều xe luôn. Nên nếu mà các anh chị nhà mình đang cần tìm mua cho mình một chiếc xe 7 chỗ như thế nào á thì liên hệ tiền thì sẽ tư vấn để các anh chị nhà mình lựa chọn được một chiếc xe phù hợp nha. Hoặc có thể là ở lại bên kênh của tiền nè, lướt xuống bên dưới để mình xem được nhiều video hơn nha. Rồi, đừng quên cho tiền xin một like và một lượt đăng ký nha. Ấn vào biểu tượng chuông thông báo bên dưới đi, để những cái xe nào mà mới nhất bên tuyệt về tuyên đăng lên thì các anh chị sẽ là người đầu tiên xem được nha. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị và các bạn ở những video tiếp theo.